À, chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với chuỗi video hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng kim cơ bản. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ta đo tụ và bằng đồng hồ vạn năng kim. Thật ra nói đo tụ cũng không có đúng bạn, tại vì chúng ta không đo được giá trị thực chất của cái tụ. Chúng ta chỉ dùng để test được là cái tụ đó là còn xài được hay không thôi, chứ không có thể nào mà đo được thực giá trị của cái tụ là bao nhiêu UF hết. Nó mình rất là khó, bởi vì không biết là mình đã đo sai hay là mình là đồng hồ đo không được. Hiện tại thì chức năng đo tụ thì đây đã để nè, thang C nhân 10K, C nhân 100, C nhân 1, C nhân nè. Đó, thì chúng ta dùng cái thang này để ta đo. Thực chất nó là ngược lại của cái thang đo ôm đó bạn. Nó là ngược lại của thang đo ôm. Thì đo sao đây? Trước mặt các bạn ta có một cái tụ tụ hóa 33 UF. Thì theo như lý thuyết trên đây nó ghi á, là nó sẽ nhìn vô cái thang cái thước đo này nè bạn, cái thước có chữ UF nè, thước C nè, thấy không? Nhìn vô thước C nè. Đó, để chúng ta đo theo như cái hình theo như cái màn hình. Chúng ta sẽ đo như vậy đó. Vậy mình sẽ đo thử nè. Đây là cái tụ này chỉ có 33 thôi. Mình sẽ mà nhưng mà cái này tối đa là 10 UF phải không? Mình đo thử đi. Nhưng mà đo thử thử thử, thử trước rồi ha. Đưa vô đo đúng cực nha, nó lên lên hố rồi nó giảm lại đúng chưa, nó lên hố tới đây rồi nó giảm lại tới đây nó ngừng đó, ok chưa? Không ai biết được là nó bao nhiêu đúng không, không hiểu không biết được là bao nhiêu. Bây giờ mình thử thang đo 1 kg, coi thang 1 kg mình cũng chọc ra lại mình chỉnh về không như lo điện điện trở được không nha. Đó rồi ta sẽ dùng thang này ta đo. Lộn nha, thang nhân 10 các bạn, lộn thang 1 kg nha, mình lộn 1 kg của điện trở, nhưng mà đối với đo tụ thì đo thang nhân 10. Nếu lên chỗ số 3 là ok nè, cỡ gần chỗ số hơn số 2 số 3 này là ok. Bởi vì cái tụ này tụ 33, lên chỗ này là được nè. Không biết lên được chỗ đó không? Chắc là không. Nó không được các bạn nha. Nó chỉ lên tới số 1 thôi. Không hiển thị được cho chúng ta biết là tụ này là bao nhiêu web hết á. Bởi vậy khi bạn dùng chức năng đo tụ, bạn chỉ biết là tụ này còn sống là còn dùng được hay không thôi, chứ không phải biết được là giá trị thực tế là bao nhiêu. Thì mình mà kiếm bằng cách nào? Hiện tại khi ta đưa vô ta đo, nếu nó nhảy lên và nó chả chả ngược về vậy là ok nè, là tụ này ok nè. Đó, đó là kinh nghiệm đo. Khi mà ta đo tụ rồi đó, nó ta chỉnh cái thang đo ôm, ta đưa vô đo, nó phóng lên, nó chả ngược về là ok á. Nó phóng lên nó chạy ngược về không, đứng im luôn này, nó không có không chạy ngược về mà đứng đứng im luôn, thì khả năng là nó tụi này nó hư, tụi này nó hư đó, nó phải chạy ngược về, phóng lên rồi chạy ngược về các bạn nha. Này, nhìn này nha, lên đó nè, lên nè, lên nè, nó phải chạy ngược về xíu, thấy chưa? Chứ nó không có lên đứng im luôn nha. Nhìn nè, đầu tiên mình xả trước, xả bằng cách nào? Xả bằng cách là mình sẽ chập hai cái chân lại cho nó xả ra nè, đó. Sau mình làm lại bạn coi nè, phóng lên đó, chả ngược về thấy không, đó nó phải như vậy. Còn tụ nãy tụ này là đo là lên luôn, không nó dính luôn, không có ngược về, thì khả năng là tụ này nó hư, thấy không, dính luôn thấy không. Đó thì video này ta kết thúc, thật chất là đo tụ thì không thể đo được bằng đồng hồ kim, chúng ta phải dùng là đồng hồ số để chúng ta đo tụ. Đó là mình đã đo được thực tế là như vậy. Không biết là mình đã đo sai hay là do cách nào, bạn nào biết thì hãy comment ở dưới cho mọi người cùng biết, chia sẻ nhau thôi, chứ mình không có đo được rồi đó. Rồi, chào các bạn hay, mời hẹn các bạn gặp lại trong những video tiếp theo.